Vegan? Because we can't be a killer. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Naše programy nabízejí více jazyků. Prosím, navštivte suprememastertv.com/schedule. Những cái quyền lực của mình, những cái điều mình hiểu biết, cái gì cũng nằm ngủ bên trong. Càng tu hành, càng khai mở ra. Khai mở ra thì lực lượng bất khả tư nghị. Người nào tới gần mình là đều được ảnh hưởng tốt hết, được giải thoát hết. Như vậy mới đúng là đại trượng phu, chứ không phải lúc nào cũng đi cầu khẩn Phật trời hay là sư phụ gì cũng vậy. Mình phải tự cứu mình, cứu người khác nữa, hiểu chưa? Rồi. Please keep watching to find out more. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English, Olaxis and Chinese, with subtitles in Arabic, Olaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu and Thai. Tikanete means how are you in Greek, a language spoken in Corfu, one of the islands of Greece. My name is Kalista. The noble-minded citizens of Corfu are appreciative of your thoughtfulness and love in teaching others how easy it is to shift to a plant-based lifestyle so that we all can have a peaceful world. Corfu, known as the Emerald Island for its lush green landscapes, is situated in the Ionian Sea off the northwestern coast of Greece. Nestled among its verdant tree-covered hills are picturesque villages leading to beautiful beaches and sparkling clear waters. An abundance of citrus and other fruit trees grow here, including the popular kumquat. Many walking paths are lined with wild herbs. In addition, olive trees that have been cultivated for hundreds of years can be seen nearly everywhere. The island is known for its high-quality olive oil that comes from these faithfully producing trees. Corfu Town is the capital city of Corfu and is known for its beautiful mixture of quaint and classic. With a culture that dates back to ancient times, Corfu Old Town and its historic architecture have been designated as a UNESCO World Heritage Site. The island is also graced with royal palaces, Ochilion Palace and the Palace of St. Michael and St. George, which houses the Corfu Museum of Asian Art. A vibrant and joyful part of the culture in Corfu is music, with dozens of local bands and 17 philharmonic orchestras, easily making Corfu the music capital of Greece. We were happy to briefly share the enchanting flora and fauna of Corfu with you, spirited viewers. We wish all humans feel heaven's love, so that their hearts can grow more compassionate with each passing day.
For decades, Supreme Master Qinghai has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within to achieve in one lifetime eternal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan Yin method has been practiced by all enlightened masters, such as the worshipped world-honored one Shakyamuni Buddha, the worshipped Son of God Jesus Christ, the venerated master and philosopher Confucius, the venerated Lord Krishna, the venerated master and philosopher Lao Tzu, the venerated Lord Mahavira, the beloved prophet Muhammad, peace be upon him, Sri Guru Nanak Devji, and many more. Supreme Master Qinghai emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on Earth. An extraordinary living example of compassion, she lovingly and regularly sends material and financial assistance to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief. Supreme Master Qinghai respectfully thanked all special individuals, organizations, leaders, and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Qinghai International Association members, are also sincerely grateful for your expressive kindness, wishing you the best. Supreme Master Qinghai receives love and recognition from various organizations, media, governments, individuals, and many awards, such as the 2006 Gusi Peace Prize, considered the Nobel Peace Prize of the East, the World Spiritual Leadership Award in 1994, the Mahavir Award in 2008, February 22nd and October 25th, both proclaimed as the Supreme Master Qinghai Day, an honorary citizen of the United States, etc., and has been honored throughout the years with numerous other awards and accolades for her outstanding philanthropic and humanitarian deeds. Thank you.
etc. We apologize for not being able to show many other rewards and honors for lack of space and time. Supreme Master Qinghai respectfully thanks all special individuals, organizations, leaders, and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Qinghai International Association members, are also sincerely grateful for your expressive kindness, wishing you the best. A true voice for our beautiful animal friends, Supreme Master Qinghai promotes the peaceful, loving, plant-based diet and envisions with humanity's awakening to the sacredness of all life, a tranquil and glorious all-vegan world where animals and people live in respectful harmony. Her initiatives included alternative living flyer distribution, the international vegan restaurants, Loving Hut, vegan food companies, vegan fur products, Supreme Master Television, as well as writing and speaking to influential government and media leaders, participating in televised conferences on climate change, etc. Whether we're aware of it or not, her efforts have had enormous influence on global awareness of the animal-friendly lifestyle and how this benevolent way can bring lasting peace among nations while saving our planet from climate change and disasters. Supreme Master Qinghai has traveled worldwide and held discourses with the public and her disciples on a variety of spiritual topics. Today, we are blessed to present one of these insightful lectures entitled Practice More to Know Our Inner Great Power, Part 4 of 5 on Between Master and Disciples, given in English, Olaxis and Chinese on November 5th, 2017 in Shihu, Taiwan, also known as Formosa. Ok, còn nữa không? Ai nữa không? Xin sư phụ ơi. À đây. Lời cuối cùng của sư đệ tử là xin sư phụ gia trì cho mình. Người nào cũng đeo cả đống dưa này này. You put your hands up. Dạ, đệ tử chị. Thấy chưa? Thấy không? Tỉnh được một cái này thôi. À, bao nhiêu người đó bây giờ gia trì hết đâu được đâu. Gia trì. Phu. You guys so superstitious. I don't have to do anything. You get anything you want. Okay? As long as you're with me. As long as you always remember God and everything that is good. Thế là sư phụ nói tôi không cần phải bùa ngải hay là niệm chú gì hết trơn, không rờ tới rờ lui gì mà không hết. Ha? Quý vị muốn gì được đấy á. Nhưng mà phải lúc nào cũng phải đi thuận đường với sư phụ, hiểu không? Ví dụ sư phụ đi đường này, quý vị đi đường kia, rồi có chuyện gì xảy ra kêu réo ôm sùm. À, thấy không? Thì đâu cần phải rờ đầu rờ cổ gì đâu. Cái đó là cho quý vị ăn ủi chơi thôi. Chứ nếu mà rờ đầu ai cũng được khai ngộ thành Phật thôi. Thôi tôi khỏi nói chuyện gì mất công. Người nào tới rờ một cái rồi đi về nhà ngủ. Ngủ cho khỏe. Hiểu chưa? À, tu hành phải nhờ mình, thấy không? Đừng có nhờ ai hết á. À, thì dĩ nhiên trời Phật phù hộ cho mình, giúp đỡ cho mình một phần thôi, ha không? Chứ cái gì mình cũng nhờ Phật trời thôi chứ. Nếu mà Phật trời cũng cứu mình được hết thì đâu cần ổng xuống đây, hiểu không? Ổng đứng trên kia, ổng rải nước xuống rồi người nào đụng tới là khai ngộ liền, thành Phật liền. Cái gì phải tự mình làm chứ hả? Mình đại trưởng phu mà nhờ ai? Bà làm được, tôi làm được, hiểu chưa? Bà nhỏ xíu, bà làm được, mình bự con vậy sao làm không được? Mắc cỡ chết ha. Không nhờ ai hết á, chưa?
quý vị bên trong là cái vũ trụ của chính mình, làm chủ chính mình. Mình muốn gì được đấy, nhưng mà phải biết mình muốn cái gì, rồi phải đi đúng đường đó. Không có thay đổi, không có dòng tới dòng lui, không có dòng sau dòng trước gì hết. Đi ngoài đường đó là xong. Phải dùng ý chí của mình. Mình rất là người quật cường nhất là người Việt Nam, mà đâu có thua ai, phải không? Ai vô nhà mình 2-3 năm mình đuổi ra hết. Không có nước nào lộn xộn. Không làm lộn xộn nước mình được, hiểu chưa? Tu hành cũng vậy thôi, hiểu chưa? Không cho quỷ ma nào tới lộn xộn với mình được hết. Quỷ tới một cái chặt cái rụp liền, cho đi chỗ khác chơi. Mình không cầu nguyện gì cả, chỉ là muốn tự biết chính mình thôi, biết cái sự vĩ đại của mình thôi, để mà mình giải thoát chính mình thôi, và lợi ích với những người xung quanh. Một người giải thoát là quyền lực bao nhiêu thứ nó đều phát triển trở lại hết. Bây giờ đang nằm ngủ bên trong, những cái quyền lực của mình, những cái điều mình hiểu biết, cái gì cũng nằm ngủ bên trong. Càng tu hành càng khai mở ra. Khai mở ra thì lực lượng bất khả tư nghị. Người nào tới gần mình là đều được ảnh hưởng tốt hết, được giải thoát hết. Như vậy mới đúng là đại trượng phu, chứ không phải lúc nào cũng đi cầu khẩn Phật trời hay là sư phụ gì cũng vậy. Mình phải tự cứu mình, cứu người khác nữa, hiểu chưa? Này, có hết cái gì, quý vị, cái gì bên trong cũng có hết. Thế là mới tu hành chút chút đó, mà muốn gì cũng được, là thấy không? Mà đừng muốn chuyện mà không có không được, hay không? Cái đó tôi không có chịu trách nhiệm đó. Hiểu rồi ha? Mà mỗi ngày đời sống của mình đơn giản mà, đâu có muốn gì nhiều. Nhưng mà lúc nào gặp trở ngại, đúng là mình tu hành tốt đó, ha, thế nào cũng thông qua liền, phải không? Quý vị có biết hết mà, phải không? Đó là quý vị có lực lượng bên trong của mình đó, ha. Lực lượng của sư phụ và lực lượng của bên trong của quý vị giống nhau, câu thông rồi, hiểu không? Đã câu kết với nhau rồi, tại quý vị không biết dùng thôi, không dám dùng, hoặc là nghĩ mình không có, hoặc là không có với không tới á, ha. Phải tu hành nhiều, tự nhiên cái gì nó cũng hiển lộ ra, mình biết là mình là có quyền lực, hiểu chưa? Ok. Không phải quyền lực để mà thể hiện bên ngoài người ta thấy, mình tự biết á, tự biết, không có nói ai nghe được hết, tại mình giải thích không được, hiểu chưa? Mình giải thích không được. Nhiều khi mỗi ngày, với mỗi ngày thí nghiệm mình cái đầy giấy đó, nhưng lúc nào cũng có thí nghiệm. Thành ra nhiều khi quý vị, mỗi người đứng lên nói con có thí nghiệm, muốn nói mấy người kia thôi đi, nói nhiều quá đi, biết rồi. Tôi thí nghiệm còn nhiều hơn nữa, tôi chưa muốn nói. Phải không? Là như vậy đó, chứ không phải chê khen, không phải chê quý vị đó. Tại vì quý vị đó tưởng là con mình bả thôi. Sư phụ thương bả nhất, thành cho bả thí nghiệm như vậy đó, mấy người kia làm gì có. Ai cũng nghĩ như vậy ha. Cái đó là tình thương vô điều kiện, nó là như vậy đó. Tình thương của vũ trụ nó là như vậy đó. Ai cũng cảm thấy là mình được thương nhất. Ai cũng cảm thấy mình thí nghiệm đầy mình nhất. Như vậy mới là đúng, hiểu chưa? Tại mình đồng nhất thể mà, hiểu chưa? Thật ra mình chỉ thấy là bả thương mình thôi. Như vậy là ok. Không phải mình khoa trương gì, mà mình cảm thấy là có confident, tự tin, càng ngày càng tự tin. Như vậy thì tốt. Cho nên mình làm gì nó cũng thuận. Tại mình cái lực lượng của mình nó phát triển rồi, phải không? Ok. Rồi, người nào nữa? Đây. Có rồi. À, đây ha. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Nữa. Con nói thẳng, con nói thẳng. Rồi, nói thẳng. Con tu hành cũng dở lắm, nhưng mà con muốn sư phụ chỉ ra cái vấn đề con mắc phải á. Là, tại vì á, con từ hồi con thọ tâm ấn á, con ngồi quán âm tới giờ á, cái âm thanh nó không có thay đổi. Là do nó tại sao rồi, do con tu hành không biết ở lại lớp phải không? Không sao đâu, cứ dịp ngồi ngoài, đừng có phân biệt gì hết, ok? Dạ, sư phụ. Cái số mình tới đâu mình ngồi tới đó, ha? Ok. Là do tu hành chậm tiến bộ hả sư phụ? Không biết, có nhiều chuyện gì đó, ha? Dạ. Nhiều khi ăn uống hay là tối ngày cứ dòm bạn trai ai biết đâu. Rồi cứ bị chia cái phước báo của mình cho người khác. Nhưng nhiều khi ở chung với những người nào hay là làm việc chung với người nào, nhiều khi cũng có ảnh hưởng nhé. Cứ ngồi tiếp tục ngồi nhiều hơn, ok? Dạ, cảm ơn. Hồi đó ngồi 3 tiếng, giờ ngồi 10 tiếng. Biết tiến bộ liền.
Tiếng mà, nhiều tiếng là tiến bộ. Ai nữa đâu? Vậy thôi hả? Mấy người Tây Phương có hỏi gì không? Vô. Muốn hỏi nữa hả bác? Rồi, 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 bác tự nhiên đi. Không hỏi gì nữa. Dạ, thưa sư phụ. Bạn của con là tuổi này là 6 người. Là đi về chuyến bay về Việt Nam. Tối nay hả? Mà dạ 10 giờ. Mà thưa sư phụ, chúng con để lên xin thưa sư phụ chúng con về. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn bác đến thăm. Dạ. Về mình giỏi nha, mấy đồng chí. Yes, here. Over here. Hả? What's doing? Ôi trời trời trời. Too much respect. You can walk here, it's very quicker. I'm a Korean. Yeah. English. I can speak English and Chinese, but Chinese is more comfortable. Whatever you like. Can I speak Chinese? I didn't say you can't. 我观念的时候，一般是我小的时候音信了，可是小的时候那个听声音来这边呢，可是大上以后呢，有的时候不是下面来了，可是这个我觉得这是，这不是音乐呀，我觉得这是一种 energy， 就不用力啊，不用音乐。 音乐是一种 energy， OK？ 那我可以记住这，当然，对，这样比更好，别是说有进步。还有那个，我从小的时候到现在有一个病啊，可是我努力修心啊，可是越来越不好啊。怎么不好？ 我有一个糖尿病啊，那也是。我已经失眠一个眼睛，还有我身体越来越不好。去看医生吗？是啊是，可是我不要关心这个病，我想继续努力修行。可是还是要看医生。对，可是医生说没有办法呀。 没有办法，还有，可是我有的时候很怕呀。痛吗？有的时候很痛。医生不给药啊？你给我药，我每天打针呢。还有吃药。打针才能吃哦。可是我有点很怕呀。为什么要怕？很多人有那种病。 对，可是我从小的时候到现在继续不好呀。我了解，有一些人是从小有这种病的。我觉得我的病有关系我的家人呐。其实遗传是吗？是遗传是吗？意思是说？对，那个其实我的爸爸是在韩国第一次。 阴性的人，你应该知道吧？那他阴性以后两年以后，他成了教授，很多富豪来我们家人，可是我突然生病啊，我不知道为什么我生病，我觉得我知道我这是我的因果啊，可是我有的时候怕呀。 很痛啊！这个时代好像有一些医院是有一些医生可以治疗了，你多看一点 internet 看看有哪一国有这种有结果过的治疗，你就去那边看看，好不好？如果不够钱的话，就跟 FG 讲，我会付钱给你 ，OK？ 这样能帮助你这样而已。 OK， 当然要多修行啊，随时要念武器哈，这样它不会太严重，不会更严重，好不好？好，没有钱的跟 FG 讲啊，说师傅有说过，在这边大家都听到了，谢谢，好。
Sorry. Chúc nị khỏe chào tao. Bằng phạt, ok? Yếu sư hô... Yếu sư xí phang là yếu bú hào. Bú gó yếu yếu đông phang à, ý chuẩn sư mô nà xế. Bú sư... À, mi phang sư mô tao yếu, ok? Hẳn tù rần tờ chức chống bình à. Nà nị xào chư nà gà, xào chư nà xế thiền bà. Ok? Chứ tao là? Chứ tao là. Tù hơ sư. À, bú rán nị chư nà gà... Chào mì gần chư mà, khăn khăn. Tinh số sư mô bình tao ý tao hào. Chứ khăn khăn. 不过那个要小心哦，煮焦煤的话，先泡一个晚上，给它那个好的东西都冒出来啊，然后用好的水煮的啊，吃饭的时候要摇了，摇的到它变成水为止的啊，然后再吃另外一条，OK，不是说这样吞下去了就没效了，OK，知道，来试看看，谢谢，来，然后吃看看哪一个能吃，哪一个不要吃。 因为如果有一些病，你应该免这个免那个，结果你什么都吃的话，他就身体受不了了，他恢复不起来啊。吃芝麻，焦米看看哈。OK， 不过也要一起看医生。OK，谢谢。Next one。对不起了，那么年轻又那么漂亮，又生病，怎么不好的业障？Sorry。 Dạ, thưa sư phụ, con nghe vậy nói cái vấn đề mà thẳng theo pin bệnh tiểu đường này á, tại vì con biết có một cái loại lá, có hai loại lá có thể trị hết nhưng mà con không biết là có hiệu quả hay không, tại vì người con biết là uống có thể ngăn chặn lại được cái lượng tiểu đường. Cái đó là cái loại lá sake mà ở chỗ Nảnh Sinh, chỗ sư Phan Tây Ben, chỗ sư phụ ở đây có một cái cây đó, cái lá nó vàng mà nó gớt xuống, nó nấu nước uống nó có thể ngăn được tiểu đường và trị bệnh được tiểu đường. Có ai dùng mà bớt chưa? Ở Việt Nam có, có người chỉ đã chỉ kêu con nấu như cô vậy. Cô bệnh bớt bệnh ha? Cô có làm bớt bệnh ha? Có nghe nói hả? Dạ thưa sư phụ, là cái đó là theo cái phương pháp là y học cổ truyền đó sư phụ. Ok. Dạ có nhiều cái phương pháp mà người ta nói là mình có thể là mình ăn thuần chay là nó hết bệnh tiểu đường, không cần phải là phải chữa bệnh gì hết. Hiểu rồi. Đó là khoa học Mỹ đã chứng minh được điều đó rồi. Ok. Cái loại lá đó nếu như mà nó gớt xuống á sư phụ, dạng như nó vàng rồi nó gớt xuống á, là lụm cái nó uống là có hiệu quả hay hay lắm. Nhưng mà phải biết uống bao nhiêu, một ngày uống mấy lần, thí dụ vậy đó. Con quên à. Ok. Thôi. Dạ. Giờ lấy một cái loại lá. Lấy cái địa chỉ, cái email gì của cô đó, rồi về hỏi cho nó rõ ràng, gửi cho cô. Ok, hiểu không? Con không biết dùng điện vi tính nhiều sư phụ. Hả? Thì nhờ đồng tu làm giùm. Dạ. Với một loại lá đó là lá cô su dê á sư phụ, uống nhiều cũng có thể chuyển được một số bệnh đó đó sư phụ. Ok. Dạ. Rồi. You contact them to try, okay, if you see any better improvement, but still eat the sesame brown rice and get the doctor. Yeah. Three things. Sesame brown rice. Drink some water, you know, a lot of water to dilute the sugar, and contact her. Okay, so she might give you this kind of secret medicine from generation, from older generation. Try, okay? But don't forget the doctor, okay? Yes. All right, good. Thank you. Xie xie. Cảm ơn. Hello, Master. Hello. I'm Korean. Mm-hmm. I just wanted to say, 안녕하세요. I feel... Thank you for everything. You've heard enough, but I feel so confident in myself. You help me find out who I am, and I know. Who are you? I'm God. I'm love. Cool. So I can't wait to go back home and share the love I received from you for this 3 months I stayed here. Every day is a miracle. Thanks for your arrangement. Even before initiation, I know you helped me and my family. And It's so different. My personality totally changed. I feel so confident. I can do anything. And I'm so thankful that I can be a good tool for the good force. And thanks for accepting me as a disciple. Thank you. No problem. 감사합니다. You. Anyone else? Oh, yes. Yeah, kính chào sư phụ. Chào. Đồng chí. Yeah.
con muốn nói cho sư phụ là đợt này tụi con đệ tử của sư phụ Âu Lạc qua Đài Loan thì cảm thấy như là khi mà đi qua cổng hải quan á sư phụ, thì lần trước thì mọi người cũng cảm thấy như là rất là hồi hộp, nhưng mà đợt này thì mà đi hợp pháp mà. Dạ, thì đợt này tụi con đi qua cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Có lẽ từ trường sư phụ đã nâng cao tất cả lên, cho nên tụi con đi qua đây cảm thấy rất là nhẹ nhàng, suôn sẻ. Dạ, và con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Tại quý vị tu hành thêm tốt hơn. Okay. Sư phụ con muốn nói thêm một điều nữa là tối nay có 6 vị đồng tu Âu Lạc sẽ về lúc 10 giờ sư phụ. Thì chắc bây giờ xin phép sư phụ về trước tại vì sợ chở chuyến bay. Hiểu sư rồi, phụ. Hiểu rồi. Dạ. 6 giờ bây giờ 6 giờ rồi. Dạ. Bây giờ phải đi hả? Dạ phải đi. Thôi quý vị đi mình nhớ nha. Dạ. Hết bánh kẹo rồi, thôi. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Đi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Bye. Quý vị mình nhớ nha, các đồng chí. Ơi, chào. Esteemed viewers, we appreciate your company for today's episode entitled Practice More to Know Our Inner Great Power, Part 4 of 5 on Between Master and Disciples. Coming up next is Eonic Emanations from the Gnostic Nakhamadi Library, Part 1 of 2 on Words of Wisdom, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May celestial beings uplift and comfort your tender souls. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD. Vegan, for the true loving heart only.